Đây là một xác nữ không rõ danh tính. Đồng tử của cô xám đục lại, chứng tỏ đã chết rất lâu rồi. Nhưng làn da trắng bệch của tử thi lại cho thấy thời gian cô tử vong chưa được bao lâu. Hai điểm mâu thuẫn nhau, vô cùng kỳ lạ. Cảnh sát phát hiện ra thi thể tại hiện trường vụ án, nhưng lại không xác minh được danh tính nạn nhân. Họ cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân của cái chết. Vì thế, cảnh sát trưởng đã đưa thi thể tới phòng nghiệm thi. Ở đó có hai bố con nhân viên làm khám nghiệm tử thi vô cùng giàu kinh nghiệm, thủ pháp thuần thục. Họ nhận được nhiệm vụ khẩn cấp khi đang chuẩn bị tan làm. Hai người phải tìm ra nguyên nhân tử vong trong vòng một buổi tối. Nhưng không ngờ rằng đây lại là cỗ tử thi cuối cùng họ giải phẫu. Họ đeo găng tay như thường lệ, bật máy ghi hình và lần lượt lấy dụng cụ ra. Đầu tiên họ kiểm tra bên ngoài tử thi. Da của thi thể rất trắng, không có thương tích do ngoại lực tác động, cũng không có máu bầm hay vết đốm, hoàn toàn không giống với người chết. Khi kiểm tra sâu hơn, hai người phát hiện ra cỗ tử thi này có điểm bất thường. Mắt cá chân và cổ tay của cô ấy đều bị gãy, nhưng lại không có ngoại thương. Hai người phát hiện ra than bùn trong móng tay và trên tóc của cô. Nhưng ở nơi này căn bản không có than bùn. Sau khi cạy miệng tử thi ra, hai người vô cùng chấn kinh. Hung thủ đã cắt đứt lưỡi nạn nhân. Tổng kết lại, người bố cho rằng nạn nhân đã bị bắt cóc. Hung thủ đánh gãy hết tay chân để phòng cô chạy trốn, cắt lưỡi để cô không la hét được. Còn về mục đích bắt cóc, ông bố kiểm tra hạ thể của nạn nhân, phát hiện ra cô bị xâm hại. Khi người con chuẩn bị chụp ảnh tử thi, một con ruồi bỗng nhiên bay ra từ xoang mũi của nạn nhân, máu mũi cũng chảy ra. Tóm lại càng nhìn càng kỳ dị. Sau khi kiểm tra bên ngoài, hai người tiếp tục công đoạn tiếp theo. Họ mổ thi thể ra kiểm tra bên trong. Bên trong cũng vô cùng quỷ dị. Phổi nạn nhân đen lại. E rằng có hút 10 bao thuốc một ngày trong 30 năm thì phổi cũng không đen như vậy. Trừ khi là hít một lượng khói thuốc lớn trong khoảng thời gian dài. Nhưng thi thể nạn nhân lại không có bất kỳ thương tổn nào. Vì thế họ đã loại trừ khả năng này. Ngoài phổi ra thì trái tim của nạn nhân cũng bị thương tổn. Cho dù đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, nhưng hai người vẫn không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Người cha nghĩ rằng, nếu muốn khiến một người phải chết thì không nhất thiết phải dùng cách phức tạp như vậy. Trừ khi hung thủ muốn hành hạ nạn nhân. Người cha tiếp tục mổ dạ dày tử thi ra. Bên trong có một bông hoa cà độc dược, nó cũng là một loại thuốc mê. Đồng thời hai người cũng tìm thấy một mảnh vải, bên trong bọc một chiếc răng. Đó chính là răng của nạn nhân. Họ suy đoán, đầu tiên hung thủ nhổ răng của nạn nhân, sau đó lấy vải bọc lại ép nạn nhân nuốt xuống. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mảnh vải này cũng không phải loại vải thông thường. Bên trên vẽ ký hiệu kỳ lạ, có dòng chữ tiếng Anh và số La Mã. Xem ra phải giải được ký hiệu này mới có thể tìm ra nguyên nhân tử vong. Theo những manh mối hiện có, khả năng hung thủ đã bắt cóc nạn nhân, sau đó đánh gãy tay chân, cắt lưỡi, nhổ răng rồi ép nạn nhân nuốt xuống, cuối cùng bị xâm hại và tổn thương vùng nội tạng. Cả quá trình có vẻ giống với nghi thức của một tôn giáo nào đó. Chúng lấy người sống để tế thần. Trong tối nay, hai bố con buộc phải tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Khi hai người đang làm việc thì bỗng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Người con trai ra khỏi phòng muốn tìm nơi phát ra tiếng động. Qua tấm gương nơi ngã rẽ hành lang, anh nhìn thấy một bóng người, nhưng vừa bước qua đó lại không thấy ai cả. Hành lang trống không. Hay khi ống thông gió phát ra âm thanh, anh vừa đi tới mở ra xem đã bị dọa cho sợ hãi. Hóa ra còn mèo anh nuôi chui vào trong đó. Khi anh ôm con mèo ra, nó đã bị thương, hơi thở thoi thóp. Hay tỉ như tủ bảo quản sắt trong phòng khám nghiệm đựng các loại tử thi. Trên chân của mỗi thi thể buộc một chiếc chuông. Đây là một cách mê tín của người xưa. Nhân viên khám nghiệm tử thi không thể xác định được thi thể được đưa tới đã thực sự bị chết hay mới chỉ là hôn mê. Nếu chuông kêu có nghĩa là họ chưa chết. Sau đó cửa tủ đột nhiên mở ra và tiếng chuông vang lên. Nhưng đây vẫn chưa là gì cả. Cái đáng sợ giờ đây mới thực sự bắt đầu. Cơn mưa to đã làm hỏng hệ thống phát điện trong phòng khám nghiệm. Trong phòng một mảnh đen kịt. Hai cha con nhận ra sự khác thường nên đã chuẩn bị rời đi, nhưng gió to đã đánh gãy một cái cây và đè lên cửa. Họ bị kẹt trong phòng không ra ngoài được. Điện thoại cũng mất sóng không thể liên lạc với người bên ngoài. Lúc này người con ý thức được mọi chuyện có lẽ đều bắt nguồn từ cỗ thi thể kia. Từ khi mổ thi thể ra làm khám nghiệm, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Người bố cho rằng con trai mình bị dọa cho phát ngốc rồi. Đó chỉ là một cỗ thi thể, sao có thể gây ra những chuyện này được. Nhưng sau đó ông bố lập tức bị đánh lên mặt. Ông bị một sức mạnh thần bí nào đó tấn công. Đáng sợ hơn là những thi thể trong phòng khám nghiệm sống dậy một cách khó hiểu. Bọn họ đi lại khắp phòng. Cho dù hai cha con không bị họ đả thương thì cũng bị dọa cho chết khiếp. Khắp phòng là một mảnh hỗn loạn. Lúc này người cha mới thực sự tin vào lời con trai mình rằng mọi chuyện đều do xác nữ kia gây nên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hai người trở lại phòng khám nghiệm. Họ phát hiện những bộ phận lấy ra từ thi thể của cô đã bắt đầu thối rữa, còn những bộ phận còn trong cơ thể vẫn nguyên vẹn như cũ. Tóm lại, cỗ thi thể này vô cùng đáng sợ. Để tránh đêm dài lắm mông, hai cha con đã quyết định nhanh chóng thiêu hủy xác chết. Nhưng họ không tài nào mở lò thiêu ra được. Người con trai đành tưới xăng lên cái xác, còn người cha thì đánh lửa. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng cỗ thi thể. Nhưng cho dù lửa có cháy mạnh như nào thì cái xác vẫn không có gì thay đổi. Sau đó ngọn lửa lan ra khắp phòng và thiêu rụi tất cả đồ vật. Người cha phải dùng bình chữa cháy dập lửa. Cái xác không hề có dấu vết bị lửa thiêu cháy. Cô rốt cuộc là ai mà lại không sợ bị lửa thiêu? Để làm rõ mọi chuyện, hai cha con quyết định mổ não của cô ra. Họ lấy ra một phần não bộ và đặt dưới kính hiển vi quan sát. Kết quả làm hai người vô cùng kinh ngạc. Những dây thần kinh trong não của cô vẫn còn hoạt động, có nghĩa là đại não vẫn chưa chết và cô vẫn còn ý thức. Cơ thể bị mổ ra làm khám nghiệm, còn tim bị lấy ra nhưng người lại chưa chết. Vậy rất có khả năng có một nguồn siêu năng lực đã giúp cô ấy duy trì sinh mạng. Rốt cuộc là siêu năng lực gì? Hai người tiếp tục đi tìm đáp án, manh mối nhất định nằm trên mảnh vải thần bí. Qua quan sát, người con đã phát hiện ra đầu mối. Những chữ cái không theo thứ tự sau khi được ghép lại với nhau đã tạo thành chữ Leviticus, một chương trong Kinh Thánh.
những con số La Mã chỉ một giai đoạn cụ thể. Phát hiện này làm hai cha con vô cùng kích động. Người ta đi tìm quyển kinh thánh, lật tới trang có thời gian tương ứng. Nội dung của nó liên quan tới truyền thuyết về phù thủy. Cô gái này nhất định chính là một phù thủy. Cô xuất hiện để trả thù, trả lại loài người tất cả những gì mình đã trải qua. Hai cha con bị tấn công cũng chính là cái mà cô đã phải chịu đựng khi trước. Cô chọn chúng hai người họ hoàn toàn là điều không lường trước được. Chỉ cần ai đứng gần phù thủy nhất, người đó sẽ là đối tượng bị trả thù. Tóm lại, ai gặp phải coi như là xui xẻo. Theo tài liệu ghi chép lịch sử của phù thủy, cô sẽ không dừng lại chuyện báo thù trừ khi có người tình nguyện hy sinh và chịu đựng tất cả mọi đau khổ. Người cha đã tình nguyện hy sinh để bảo vệ con trai mình tránh được sự tấn công của phù thủy. Ông gánh mọi sự đau khổ mà phù thủy từng chịu đựng. Cổ tay và chân của ông bị gãy, nội tạng bị tổn thương. Sau đó mắt biến thành màu xám đục, cuối cùng dùng dao phẫu thuật tự đâm chết chính mình. Còn cơ thể của phù thủy lại dần dần hồi phục. Vốn tưởng rằng sự hy sinh của người cha sẽ đổi lại cho con một mạng sống, nhưng lời nguyền báo thù của phù thủy vẫn không dừng lại. Cuối cùng người con trai từ trên cao ngã xuống và chết. Ở hiện trường án mạng, thi thể của phù thủy lần nữa nằm ở đó. Tất cả lại quay trở lại như khi bắt đầu. Phù thủy được cảnh sát phát hiện tại hiện trường án mạng và giao cho phía khám nghiệm tử thi. Lại là một vòng luân hồi. Khi cảnh sát tới phòng khám nghiệm lần nữa, ông bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Ông cũng ý thức được cỗ thi thể này có vấn đề, vì thế đã cho người đưa tới ngoại ô thành phố, càng xa càng tốt. Trên đường vận chuyển, chiếc chuông trên chân thi thể lại vang lên. Lại có người gặp xui xẻo rồi. Nội dung hôm nay tới đây là hết. Hãy nhớ follow để được xem nhiều bộ phim đặc sắc hơn.